Xin chào cả nhà. Hôm nay kênh Kim Tiền và Sân Thượng Mini sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách tách cây con của chuối ra khỏi cây mẹ. Thì cây chuối này là giống chuối lùng em mua từ Trung Quốc, giống nhập từ Trung Quốc vậy nha cả nhà, chứ không phải ở Việt Nam nha. Đó. Đây là cây chuối lùng. Khi em mua cây mẹ nó chỉ có tới đây. Và sau mua hồi đầu tháng 10, bây giờ là tháng 12, là hơn 2 tháng rồi. 2 tháng lấy 1 tuần rồi cả nhà, thì nó lên được 1, 2, 3, 4, 5 lá. Và lá nó lên càng ngày thì màu sọc nó càng càng, càng đậm nè cả nhà. Nhưng mà cây con không có sọc nữa nha. Đây cây con này. Đây là cây con em tách thôi, ra từ 1 tháng trước. Có rễ sống đây nè. Cây này là tách 1 tháng rưỡi trước. Nó vừa có rễ mà vừa ra cây con thêm nè cả nhà. Đó. Này là ớt cu tí, này là dâu tây cũng em trồng ở Sài Gòn cả nhà. Thôi thì em quay lại cái cách hướng dẫn tách cây con chuối nha. Tại vì em có video giới thiệu về cây chuối này thì em có làm rồi cả nhà. Xem video chuối của em nha cả nhà. Đây thì dụng cụ thì cần có là giấy rễ sơ dừa. Cái này là mọi người mua sơ dừa tiệm về xả 20 lần nước. Xong rồi bỏ vô trong thùng kính ủ nó. Ủ hết nó là sử dụng được. Thì tại vì em dùng cho dâu tây, em là dân chuyên về dâu tây trồng ở Sài Gòn nè, nên là em ủ sẵn rồi thì em sử dụng luôn cho tụi nó luôn cả nha. Đây một cái muỗng, một cái dao, chậu 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 ra chuối thì có thể là chậu size này là size 9 cả nha, cái này là 15 13, chỗ này là em không biết size gì nữa, thấy nó nhỏ gọn anh cưng cứ rẻ nè. Đó. Và cây giống và có cây con thì đầu tiên thì em sẽ bằng cái dao này, mọi người thấy có thấy rõ không cả nha. Rồi em né né rồi, sau đó cái muỗng xúc nữa là ây da, sao nó sâu quá vậy, ây da. Đây cái con của người chú nó bớt cái này, lắp vô cái chỗ xúc này đi, lắp vô càng cua, lắp vô, lắp vô bù, lắp vô đó. Tay em đây lùng quanh như bao tay mà em thao tác quen cả nhà, thao tác quen rồi. Tại vì vườn mình làm cái trồng hồng thì hay bị đứt tay, rồi hết trồng hồng rồi hết sợ rồi, hết thời đứt tay rồi đó. Em xin giới thiệu cái gốc này. Đây cây chú con em làm rất là mạnh tay cả nhà, tách cái gốc tách thôi cây mẹ nè, nó có rễ nè đó, rễ này rễ đâu có nói thấy không. Sau đó mình bỏ vô chậu xúc lên, xúc lên. Ây da, da mẫu quá. Cái này là cái bàn thao tác của em nha cả nhà. Mọi người xem video trước, cái video trước thì sẽ thấy. Này, lắp ngang cái gốc thôi. Lắp sâu quá, em không biết có ổn hay không thì không biết. Nhưng mà em này quen làm cho cái bọn dâu tây này nè, nên là em sẽ lắp vừa gốc thôi cả nhà. Đây, cái nào còn thiếu xây dừa. Xây dừa. Ô, cái này là mụn dừa, chứ sơ dừa thì nó có sơ, còn cái này không có sơ thì gọi là mụn dừa nha cả nhà. Đó. Sau đó ấn nhẹ nhẹ xuống. Rồi, ta được một chậu hoàn chỉnh. Được vấn đề. Sau đó mình chỉ cần tưới nước vô thôi cả nhà. Tưới cho nó ẩm đó. Và mọi người sau khi trồng rồi để luôn tại chỗ nắng sáng nha. Em hướng dẫn luôn là cây nào cũng để nắng hết cả nhà, nên không có cây nào để nát hết trơn á. Và đây như thế này thì ta được một cây chuối mới. Sau một tháng sau thì em sẽ chụp hình sau về cả nha. Đó, cây chuối mới và cây chuối mẹ và các cây chuối con. Đó là cây mẹ, sau 2 tháng em được mấy cây con như thế này nè. Đó, cưng chưa cả nhà. Mấy cây này thì có mấy bạn em share lại hết rồi cả nhà, em share lại hết cho các bạn thích ở gần em có cùng sở thích với em rồi. Đó. Đó, cây chậu này là cũng là có bạn đăng ký rồi, nên là em chỉ lấy video quay làm tài liệu thôi. Nó đẹp không? Rồi em xin chào cả nhà nha, hẹn cả nhà ở các video sau, các video về các cây sau nha cả nhà. Cưng không? Dao này em cũng tự trồng nè, tự trồng từ ngó đó, này nó là ngó thấy cưng nè. Nó còn này ớt, này là ớt bitter,
mình sân vườn hay gọi là ớt cu tí đó nha, do cái sai sai quả của nó nhìn buồn cười lắm. Nếu có cơ hội thì mọi người hãy trồng thử cây ớt đó. Mấy cái gì nhỏ thấy thương cho quần thượng là đẹp này, thấy chưa? Rồi em xin chào cả nhà, hẹn gặp tại cả nhà các video sau nha.